Thừa Thiên Huế chú trọng xây dựng giải pháp dữ liệu mở trong xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Sản phẩm dệt vàng thổ cẩm A Lưới đã được công nhận là nhãn hiệu tập thể. Tuy nhiên, mẫu mã sản phẩm vẫn chưa thực sự phong phú, thị trường đầu ra sản phẩm thiếu tính ổn định và bền vững. Công an thành phố Huế đẩy mạnh mở đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Huế dịp cuối năm 2019. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã luôn dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cùng với những tin chỉnh qua phần điểm tin vừa rồi, chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 7 tháng 12 cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các đơn vị sản xuất kinh doanh về thị trường quà tặng hàng lưu niệm phục vụ Festival Huế 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi làm việc. Các nghệ nhân cơ sở sản xuất trao đổi giới thiệu một số sản phẩm mới chuẩn bị cho festival sắp tới như sản phẩm may mặc, sản phẩm mỹ nghệ mây tre, sơn mài, hương trầm. Đặc biệt siêu thị Qua Huế của công ty Mặt Trời với nhiều sản phẩm đặc sản thủ công mỹ nghệ Huế sẽ khai trương trước dịp festival, hay sự liên kết câu chuyện giữa quà tặng và ẩm thực của Mộc Chu Ly Huế. Các nghệ nhân cơ sở sản xuất cũng yêu cầu được hỗ trợ tạo điều kiện để hiện thực các ý tưởng, đề xuất khuyến khích các thợ thủ công, các chủ cơ sở trẻ trong việc sáng tác, thiết kế, sản xuất mẫu sản phẩm mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, festival là cơ hội tốt để giới thiệu quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm của Huế. Thế nhưng lâu nay vẫn còn là khâu yếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất cần có những sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thị hiếu của các đối tượng khách, có giá cả phù hợp, cần đi theo hướng cách điệu mô phỏng những sản phẩm đặc trưng cung đình Huế, di tích văn hóa Huế. Đồng thời yêu cầu các sở ban ngành địa phương tạo điều kiện hỗ trợ để các nghệ nhân, cơ sở làng nghề có những sản phẩm mới đặc sắc dịp festival. Tại thành phố Huế, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh chủ trì phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn, Hội Công nghiệp Phần mềm Huế tổ chức hội nghị giải pháp dữ liệu mở trong xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Tham dự hội nghị có ông Phan Thiên Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình khẳng định, trong bối cảnh thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hướng đến mục tiêu phát triển các thành phố thông minh, thì nhu cầu giới thiệu hoạt động và khai thác dữ liệu mở của tổ chức hành chính, người dân và các doanh nghiệp trở nên bức thiết. Nhằm phát triển chính quyền điện tử, phát triển kinh tế, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng tới xây dựng một chính quyền điện tử và đô thị thông minh, trong đó giải pháp về hệ thống dữ liệu mở của tỉnh đã được xây dựng, triển khai thí điểm và đạt một số kết quả nhất định trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị là dịp để tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá thực trạng và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, phân tích các xu hướng và kinh nghiệm thực tiễn, từ đó góp phần định hướng giải pháp công nghệ, thúc đẩy hơn nữa quá trình xây dựng và hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở nói chung và của tỉnh nói riêng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các diễn giả đến từ Học viện Bưu chính Viễn thông, Viện Nghiên cứu Chính sách Công, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Công nghiệp Phần mềm tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày các tham luận và các vấn đề về khuôn khổ tiêu chuẩn cho chuyển đổi số trong chính quyền điện tử, kinh nghiệm triển khai, nền tảng, chính sách, nhân lực thực hiện và các vấn đề liên quan khác. Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận, phân tích các xu hướng và kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số trong chính quyền điện tử. Chiều qua, Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua năm 2019 giữa các cơ quan đơn vị trong khối. Năm 2019, công tác thi đua khen thưởng khối nội chính tiếp tục đổi mới. Các phong trào thi đua được tổ chức chặt chẽ, đa dạng, có sức lan tỏa, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Một số phong trào thi đua nổi bật như Vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh, Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, Chung tay vì người nghèo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kỷ cương hành động hiệu quả của Cục Hải quan, các phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Ngôi nhà xanh, Tiếp sức đến trường được các đơn vị cơ quan tổ chức sôi nổi hiệu quả. Qua đó xuất hiện những mô hình hay, những gương tập thể cá nhân điển hình xuất sắc được các ngành đơn vị tuyên dương khen thưởng kịp thời. Hiệu quả từ các phong trào thi đua góp phần tích cực trong việc ổn định và đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá, rút ra những tồn tại hạn chế nhằm tiếp tục đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng về nội dung thi đua cụ thể sát với tình hình thực tế của từng cơ quan đơn vị, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhân rộng lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.
Khối Mặt trận Đoàn thể tỉnh cũng đã tổ chức tổng kết công tác thi đua và bình xét đơn vị dẫn đầu khối thi đua Mặt trận Đoàn thể tỉnh. Trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng của các thành viên tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, từng bước phát triển cả về rộng và chiều sâu. Tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, thành viên trong khối, gắn với thực hiện 4 chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và góp phần kế hoạch kinh tế xã hội của tỉnh. Những đơn vị tham gia và đạt thành tích cao trong hoạt động này có thể kể đến là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh. Hội nghị thảo luận đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng, khắc phục những tồn tại hạn chế về tính hình thức, thiếu tính thực tế cơ sở để đạt thành tích tốt hơn trong năm 2020. Chuyển sang những tin tức khác. Nhằm tạo diễn đàn giúp các nhà khoa học trẻ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế tăng cường trao đổi học thuật, kết nối và hỗ trợ nhau trong quá trình nghiên cứu, sáng qua Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh ICREP 2019. Tập trung vào một số chủ đề nóng hiện nay như phân tích các mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, marketing, kinh doanh thời đại công nghệ 4.0, cải cách hành chính công, công nghệ và hội nhập kinh tế. Hội thảo thu hút gần 150 nhà khoa học trẻ với hơn 100 bài viết đến từ 9 trường đại học thuộc khối kinh tế trong cả nước và đơn vị đăng cai là Trường Đại học Kinh tế Huế. Ngoài các nhà khoa học trẻ đến từ các trường đồng tổ chức, hội thảo cũng đã thu hút sự quan tâm viết bài của các tác giả đến từ một số trường đại học trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh tế với nội dung đa dạng, có tính phát hiện và ứng dụng thực tiễn. Hội thảo lần này mở ra cơ hội để các nhà khoa học trẻ giao lưu, kết nối và chia sẻ, hỗ trợ nhau trong thực hiện các đề tài nghiên cứu. Thông qua hoạt động thảo luận và phản biện, ban tổ chức mong muốn các nhà khoa học sẽ tăng cường trao đổi, thảo luận sâu hơn các vấn đề thực tiễn, từ đó mạnh dạn đề xuất những phương pháp nghiên cứu mới, phù hợp và hiệu quả về các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với việc triển khai có hiệu quả nhiều mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, thì công tác đầu tư cơ sở vật chất và bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên thực hiện công tác này cũng đã được chú trọng. Đánh giá tại hội nghị sơ kết thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong cả cơ sở giáo dục mầm non năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1 là hết sức cần thiết, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và học tập tốt hơn, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học, tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo. Theo đó, để đề án phát huy hiệu quả tích cực, các phòng giáo dục và đào tạo đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông đến phụ huynh. Nhiều trường mầm non xây dựng tốt mô hình tăng cường tiếng Việt bằng các hình thức như truyền, thơ, câu đố, hát ru. Cơ sở vật chất, môi trường giao tiếp tiếng Việt cũng được chú trọng. 100% các bộ giáo viên dạy trẻ vùng dân tộc thiểu số đều được bồi dưỡng phương pháp tăng cường tiếng Việt. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện đề án trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các đơn vị cần phối hợp và tham mưu với chính quyền địa phương có chế độ chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, huy động các nguồn lực thực hiện đề án, xây dựng và nhân rộng các mô hình tăng cường tiếng Việt của các địa phương, thực hiện tổ công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của phụ huynh và cộng đồng trong thực hiện tăng cường tiếng Việt, hoàn thành mục tiêu của đề án. Thưa quý vị, dệt giang là nghề truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống cư dân bản địa dân tộc Tà Ôi tại huyện miền núi A Lưới. Di sản văn hóa quý giá này đã và đang được chính quyền địa phương và người dân bảo tồn phát huy giá trị. Trong nỗ lực chung này thì sản phẩm dệt giang thổ cẩm A Lưới đã được công nhận là nhãn hiệu tập thể. Tuy nhiên, một vấn đề cần quan tâm là mẫu mã sản phẩm vẫn chưa thực sự phong phú, thị trường đầu ra sản phẩm thiếu tính ổn định và bền vững. Đây là điều mà không ít nghệ nhân và cả họ đồng bào gắn bó với nghề truyền thống này rất trăn trở. Nhiều hoạt động tích cực đang được triển khai tại địa phương để tháo gỡ những rào cản này. Chị Kê Thị Hạnh là một trong số 30 học viên của Hợp tác xã Thổ Cẩm Xanh A Lưới. Sau khi tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật mới về may, móc, tua rua trên nền các sản phẩm dệt giang, bên cạnh hoàn thiện các sản phẩm truyền thống, chị Hạch và nhiều thành viên trong hợp tác xã còn được các nghệ nhân và giáo viên của Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam VIRI hướng dẫn thiết kế, sáng tạo thêm nhiều mẫu mã thổ cẩm mới. Trong 3 khóa học, thì riêng bản thân em thấy rất là bổ ích
Thứ nhất là bổ ích, thứ hai nữa là Viri đã mua lại cái sản phẩm của hợp tác làm ra, và thứ ba nữa là về cả cái sản phẩm như là may túi, bên Viri cũng đã dạy rất là nhiều mẫu mã và cũng thành viên cũng đã tiếp thu rất nhiều. Với chị em phụ nữ đồng bào dân tộc, việc đào tạo, nâng cao kỹ năng tay nghề, hướng dẫn các kỹ thuật, thiết kế và tạo ra nhiều mẫu mã mới trong dệt, may thổ cẩm, không chỉ giúp cho họ có thêm điều kiện trong sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập tăng thêm, mà còn là cơ sở để khôi phục, phát triển nghề dệt dàng truyền thống, tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh việc triển khai các khóa đào tạo, Viri còn kết nối thị trường, bao tiêu toàn bộ sản phẩm thổ cẩm của hợp tác xã làm ra. Đây là kết quả đạt được từ hoạt động hỗ trợ sản xuất bền vững và tiêu thụ có trách nhiệm sản phẩm từ cây dược liệu và thủ công mỹ nghệ để phát triển sinh kế và giảm năng săn bắt động vật hoang dã nhằm tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên tổ chức Viri đã tập trung, đã hỗ trợ cho là hợp tác giới, hỗ trợ mãi may, hỗ trợ là về kiến thức, hỗ trợ là về nâng cao tay nghề. Là cái đã là cái mà bổ ích cho chị em, thì sau này là chị em là sẽ phát triển hơn nữa, thì mẫu mã vừa là mẫu mã mà vừa làm theo đơn đặt hàng của tổ chức. Được biết, trước và trong thời gian khóa đào tạo diễn ra, Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam đã chủ động thực hiện một số hoạt động quảng bá, giới thiệu các mẫu sản phẩm của làng nghề truyền thống Huế. Trong đó có sản phẩm dệt dàng của hợp tác xã Thổ Cẩm Xanh A Lưới tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Trong đó hai đơn vị Chia Tây Bắc và Imperium Hà Nội đã đặt hàng chính thức một số sản phẩm của hợp tác xã Thổ Cẩm Xanh A Lưới. Thông qua phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị theo định hướng thị trường, Viri sẽ thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu thụ có trách nhiệm các sản phẩm đặc trưng địa phương. Trong dự án này chúng tôi có hai phần chính, thứ nhất là sản xuất bền vững và thứ hai là tiêu dùng có trách nhiệm. Về cái phần tiêu dùng có trách nhiệm thì chúng tôi đã kết nối với các thị trường là các khách sạn 5 sao, các cái cửa hàng lớn tại các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm cho bà con. Chúng tôi vẫn đang trăn trở, đang mong muốn là qua kênh của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh rồi các cái dự án như dự án Trường Sơn Xanh và các dự án trong nước khác có ý nghĩa để giúp cho cái nghề rèn khi đã được công nhận nhãn hiệu tập thể này phát triển một cách rộng khắp nhưng là tạo được thu nhập bền vững cho người lao động. Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống dệt dàng không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Ngoài nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương các cấp, thì sự hỗ trợ từ các dự án sẽ tiếp tục giúp người dân nâng cao kỹ năng và hoàn thiện sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tìm kiếm và kết nối thị trường nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế bền vững gắn với ngành nghề truyền thống của địa phương. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh thị xã Hương Thủy vừa tổ chức khai trương điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Theo đó, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng thực hiện một số nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Agribank. Cụ thể, về huy động vốn, điểm giao dịch lưu động cung cấp toàn bộ các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng theo danh mục sản phẩm gửi tiết kiệm do Agribank Hương Thủy đang thực hiện và các giao dịch liên quan đến gửi tiền tiết kiệm. Về cho vay, điểm giao dịch lưu động thực hiện tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ cho vay vốn của khách hàng trên địa bàn, thực hiện giải ngân thu nợ, thu lãi các mẫu vay của cá nhân thuộc địa bàn xã Thủy Bằng về cung cấp các dịch vụ. Điểm giao dịch lưu động cũng mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng các dịch vụ trên tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng, phát hành thẻ ghi nợ nội địa, ghi nợ quốc tế, tư vấn dịch vụ thẻ và giải quyết khiếu nại của khách hàng. Việc triển khai mở điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại xã Thủy Bằng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khu vực vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí đi lại và đảm bảo an toàn cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch với ngân hàng. Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế sẽ bước đầu thí điểm phần mềm xử lý thu hồi thuốc vi phạm trực tuyến từ năm 2020, từ đó tiến tới cắt giảm báo cáo giấy.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản thông báo tới Viện Kiểm nghiệm thuộc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm nghiệm một số tỉnh thành về việc triển khai thí điểm công cụ hệ thống phần mềm xử lý thu hồi thuốc vi phạm trực tuyến, mục đích tăng cường quản lý chất lượng thuốc ngày càng chặt chẽ hơn, kết hợp với cải cách thủ tục hành chính trong công tác xử lý thu hồi thuốc vi phạm theo quy định. Cục Quản lý Dược đang xây dựng và tiến hành triển khai thí điểm công cụ hệ thống phần mềm thủ tục thu hồi xử lý thuốc vi phạm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cục. Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị bắt đầu thực hiện thí điểm phần mềm từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thưa quý vị, với quyết tâm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho mọi người, Công an thành phố Huế đẩy mạnh đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Huế, nhất là vào dịp cuối năm 2019. Triển khai kế hoạch kéo dài từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm có mật độ giao thông đông đúc. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động tại các đường trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 49 và các điểm đen có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như hành vi dừng đỗ không đúng quy định, chở quá trọng tải đối với xe ô tô, xe ben. Các hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ cho phép, lạng lách đánh võng. Thực hiện kế hoạch cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đội cảnh sát giao thông trật tự huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ và tập trung xử lý các lỗi nguyên nhân là dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, chúng tôi tập trung xử lý là các đối tượng là điều khiển phương tiện xe cơ giới vi phạm nồng độ cồn, rồi các phương tiện xe mô tô, ô tô là lạng lách, đánh võng và nẹt bô chạy thân đoàn ở trên địa bàn thành phố gây mất trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh ra quân xử lý các trường hợp vi phạm, Công an thành phố Huế thành lập 2 tổ công tác đặc biệt tổ chức tuần tra kiểm soát từ 12 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để kịp thời phát hiện, phòng ngừa các đối tượng có hành vi vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Song song với công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, Công an thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức mở các đợt tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư. Các tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền cho mọi người, nhất là các em học sinh, sinh viên, kiến thức, ý thức về chấp hành luật giao thông và những hậu quả tang thương khi cố tình vi phạm luật. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Huế trong 11 tháng vừa qua diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến nay là tăng cả 3 tiêu chí. Đứng trước cái tình hình giao thông diễn biến phức tạp thì vừa rồi Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Đảng ủy Ban chỉ huy Công an thành phố Huế và các phòng ban trong toàn tỉnh ra quân trong tháng cao điểm trong xử lý mạnh các cái đối tượng, các cái thành phần mà nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Đợt này chúng tôi qua nghiên cứu thì hiện giờ nổi lên là cái đối tượng các em đi xe máy điện là chưa đủ tuổi, với là thêm nữa là cái độ tuổi các em học sinh cấp 3 đi điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe. Tập trung xử lý mạnh cái lỗi là nồng độ cồn, tập trung xử lý các cái đối tượng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, càng quay. Sau 15 ngày cao điểm ra quân, đơn vị lập biên bản xử lý 858 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó có 417 ô tô, 441 mô tô, tạm giữ 24 ô tô, 165 mô tô, phạt tiền hơn 685 triệu đồng. Tình hình trật tự đô thị trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Với quyết tâm của toàn lực lượng Công an thành phố Huế, cùng với sự phối hợp của cả cơ quan ban ngành đoàn thể và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của mọi người, hy vọng rằng sẽ kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Huế. Sau 20 năm ra đời, câu lạc bộ UNESCO Thái cực trường Sinh Đào tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành địa chỉ gắn kết hội viên người cao tuổi, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi trên địa bàn. Sau 20 năm thành lập và đi vào hoạt động, hội viên câu lạc bộ đã lên tới con số gần 3 triệu người với 33 câu lạc bộ thành viên, tạo nên một chuỗi hệ thống câu lạc bộ hoạt động đều tay rộng khắp về các vùng sâu vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài việc duy trì tập luyện các bài tập như thập nhị đoàn cầm, 128 động tác thái cực trường sinh đào, 61 động tác thái cực kiếm, 174 động tác thái cực quyền, câu lạc bộ còn tổ chức dạng ngoài tham quan các địa điểm du lịch, từ đó tạo sự gắn kết các hội viên người cao tuổi với nhau, giúp hoạt động câu lạc bộ ngày càng phát triển.
Với phương châm tuổi già sống vui, sống khỏe, sống có ích, câu lạc bộ Thái cực Trường sinh phát triển liên tục trong những năm qua đã góp phần nâng cao sức khỏe, phòng chống đẩy lùi bệnh tật, đem lại hiệu quả trong việc nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi trên địa bàn. Như thường lệ, thông tin thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường trở lại nên tại khu vực Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng còn có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều có lúc hưởng nắng, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ, độ ẩm 90 đến 93%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét.